Chào các bạn đến với kênh YouTube Tin Lành do Te Tan Ti. Kênh liên tục cập nhật các bài giảng kinh thánh của các mục sư trong nước và nước ngoài, các bài hát thánh ca tôn thờ Vượng Chúa, các bài làm chứng Chúa làm phép lạ trên đời sống mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để có thông báo video mới nhất mỗi ngày. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Giêsu Christ. Ở trong xã hội, ở trong hội thánh, ở trong các công ty hay là ở trong những quốc gia thì thường người ta sẽ có những cái kế hoạch cho hội thánh, có những cái kế hoạch cho tương lai, cho gia đình, có những cái kế hoạch cho đất nước hoặc là cho công ty của họ trong một năm. Thì thường là ngày đầu năm họ sẽ có triển khai những cái kế hoạch mới. Vậy thì đối với mỗi chúng ta, chúng ta là người đi theo Chúa, chúng ta là người tin cậy nơi Chúa, chúng ta bắt đầu một năm mới với kế hoạch gì? Chúng ta đã có những cái kế hoạch gì cho mỗi chúng ta hay chưa? Có thể khi anh chị em nghe cái câu hỏi này thì chúng ta cũng hơi bối rối, bởi vì đôi khi chúng ta cũng chẳng có nghĩ tới kế hoạch gì cả. Và thật ra thì đôi khi bởi vì chúng ta gọi là chúng ta chưa nắm rõ về Chúa của chúng ta, cho nên nhiều khi chúng ta cũng không dám nghĩ ra kế hoạch. Bởi vì cũng có nghe một ai đó từng chia sẻ rằng chúng ta phải chờ đợi Chúa. Nếu mà chúng ta có những cái kế hoạch, có những cái ý tưởng, và đôi khi chúng ta lại rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta cầm đèn chạy trước ô tô, tức là chúng ta không đi theo đúng ý của Chúa. Thì ngày hôm nay tôi sẽ cùng học với Hội Thánh một cái đề tài, đó là nắm lấy khải tượng. Nhân cái ngày đầu năm, chúng ta cần phải có những khải tượng. Và khi chúng ta đã có khải tượng rồi, chúng ta cần phải nắm lấy cái khải tượng đó. Và tại sao chúng ta cần phải nắm lấy khải tượng? Thì trong quá trình bài học của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao. Có người nói bây giờ có khải tượng thì tự nhiên khải tượng nó sẽ tới thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu cái gì đó mà nó tự nhiên nó tới một cách rất là dễ dàng thì nó không phải là cái điều quý trọng. Cho nên chúng ta cùng nhau học lời của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau mở ra ở trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn thứ 37. Sáng Thế Ký đoạn 37. Lẽ ra thì chúng ta đọc hết cả đoạn 37 để chúng ta mới hiểu được vấn đề. Nhưng mà tôi muốn lấy một cái phần trọng tâm thôi. Đó là nói về cái khải tượng của Joseph ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, từ câu số 5 cho đến câu số 11. Sáng Thế Ký đoạn 37, từ câu 5 cho đến câu 11. Xin Hội Thánh theo dõi và tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh này. Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi có một điềm chiêm bao. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà rằng, điểm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Chúng ta biết rằng về cái nhân vật Joseph, thì ai trong chúng ta cũng hiểu cái kết cục của Joseph rồi, đúng không ạ? Kết cục của Joseph đó là cái khải tượng của Joseph được thành sự thật, hay là cái giấc mơ của Joseph được thành sự thật. Tuy nhiên, tại sao ở đây trong phần Kinh Thánh này thì đang nói về giấc mơ mà cái đề tài của chúng ta lại gọi là khải tượng? Thì ở trong cái từ điển của Kinh Thánh á, cái chữ khải tượng đó mà chúng ta thường hay đọc ở trong Habacuc đoạn 2 câu số 2, nếu mà chúng ta có sự hiện thấy hay có khải tượng, hãy ghi lên ra trên bảng để người đang chạy có thể đọc được đó, thì cái chữ khải tượng này nó có nghĩa là thế này đây. Nó có nghĩa là một cái cảnh tượng về mặt tinh thần, tức là
một cái cảnh tượng về mặt tinh thần. Điều đó có nghĩa là thế này, có nghĩa là chúng ta không phải chúng ta nhìn thấy được cái cảnh tượng đó bằng con mắt thường, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy cái cảnh tượng đó ở trong linh. Có thể xung quanh mọi người không ai thấy cả, nhưng chúng ta, Chúa lại cho chúng ta thấy điều đó khi chúng ta đang thức. Khi chúng ta đang thức và chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh thì có nhiều những người thấy khải tượng. Ví dụ như thế này, ví dụ như là Phaolô trên đường đi đến Đa Mách, Phaolô đã gặp Chúa ở tại trên con đường đi đến Đa Mách, đúng không ạ? Phaolô thấy ánh sáng của Chúa và Phaolô té xuống, Phaolô nghe tiếng phán của Chúa, nhưng có một điều là những người đi chung đoàn nghe, nhưng mà Phaolô thì sao? Phaolô thì nghe. Lúc đó không phải Phaolô ngủ, lúc đó không phải Phaolô ngủ, mà lúc đó gì? Phaolô đang thức. Nhưng mà Phaolô đã được nhìn thấy một cái cảnh tượng về mặt tinh thần hay là về mặt tâm linh. Rồi như trường hợp của Phi-e-rơ khi ở tại khi chuẩn bị mà những người trong gia đình cọt này đi đến tìm Phi-e-rơ đó, Phi-e-rơ đang ở trên mái nhà thì Phi-e-rơ bị ngất trí. Thì lúc này Phi-e-rơ về mặt lý trí thì Phi-e-rơ giống như là chúng ta có gọi là cái người xuất thần vậy. Và Phi-e-rơ thấy được cái khải tượng. Thì khải tượng này nó cũng không phải là cái điều thấy được bằng mắt thường, nhưng mà cái điều này đó là một cái hình ảnh, một cái cảnh tượng thấy được trong linh, thì điều đó gọi là khải tượng. Rồi cái khải tượng nó còn có nghĩa gì nữa? Khải tượng nó có nghĩa là một giấc mơ, một cái giấc mơ. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế này, Chúa thường hay phán với chúng ta qua chiêm bao. Chúng ta xem lời đó ở trong Dân Số Ký đoạn thứ 12. Dân Số Ký đoạn 12 câu số 6. Ngài phán cùng hai người rằng: hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Đây là cái giấc chiêm bao, cũng là hình ảnh của một khải tượng. Rồi cái sự khải tượng này nó cũng có nghĩa là một sự mặc khải, một là tiên tri và nó là khải tượng. Bởi vậy cho nên cái giấc mơ của Joseph đây cũng là khải tượng. Và khi chúng ta hiểu rõ về chữ khải tượng này thì rất là có thể ở trong mỗi chúng ta, rất là có thể ở trong mỗi chúng ta, chúng ta nhớ lại đời sống chúng ta thì ít nhất một lần nào đó mỗi chúng ta đều có nhận lấy khải tượng. Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết, đôi khi chúng ta không biết, cho nên chúng ta cho nó đi qua một cách, cho nó đi qua. Chúng ta không biết cho nên cho nó đi qua. Và cái chữ, cái khải tượng này nó còn có ý nghĩa đó là cái điều chúng ta ước ao hay là điều chúng ta ước mơ. Tại sao ước mơ nó có thể trở thành khải tượng? Chúng ta nhớ rằng ban đầu Abraham, ông nhận lấy khải tượng của Chúa hay là ông có ước mơ trước về đứa con? Ông có ước mơ trước, đúng không ạ? Ông có ước mơ trước về đứa con, rồi sau đó Chúa Ngài đến với ông, Ngài hứa với ông, và cái ước mơ đó của ông nó trở thành cái khải tượng. Có nhiều người hỏi tôi thế này nè: Chúa kêu gọi tôi hầu việc Chúa như thế nào? Có nhiều người hỏi tôi như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì rất là nhiều người đã làm chứng về cái sự kêu gọi của Chúa ở trên đời sống của họ khi họ bước vào trong chức vụ. Có người thì Chúa kêu gọi bằng một lời tiên tri, có người thì Chúa kêu gọi qua một cái bối cảnh nào đó, có người thì Chúa kêu gọi qua một cái giấc mơ, qua một cái khải tượng, vân vân, đủ mọi thứ. Nhưng mà có người hỏi tôi: vậy thì Chúa kêu gọi tôi như thế nào? Tôi nói thật với anh chị em, Chúa không có kêu gọi tôi, mà tôi ước mơ. Tôi ước mơ. Tại sao tôi ước mơ? Thật ra ban đầu động cơ ước mơ là mục sư nó không có gì sang trọng cả, mà tại vì khoái thôi. Chứ không có, còn mà không, động cơ ban đầu ước mơ để làm mục sư nó không phải là một cái gì cao cả, là có một cái động cơ cao cả để giúp ích cho ai hết. Nhưng mà chỉ là khoái. Tôi dùng cái chữ khoái đó. Tại sao vậy? Bởi vì thấy mấy ông mục sư ông giảng, ông mặc đồ vest, ông thắt cà vạt, nhìn thấy sang trọng quá.
Cho nên mình khoái. Nhưng mà có điều là bây giờ Chúa cho tôi là mục sư mà có cái tôi không mặc đồ vest được. tôi được tặng nhiều cái cà vạt. Nhưng mà có cái điều là tôi cũng không đeo cà vạt được, lý do là cái áo tôi không bao giờ tôi gài được cái nút cổ. Cho nên là nếu mà cái áo mà không gài được nút cổ làm sao mà đeo cà vạt. Cho nên nếu không đeo cà vạt khỏi mặc áo vest luôn. Cho nên là trong dường như là trong Rema tôi là mục sư soàn soàn nhất. Nhưng mà ý tôi đang muốn nói tới chỗ này. Ban đầu cái động cơ, cái sự ước mơ của tôi là mục sư á, là bởi vì tôi nhìn thấy như vậy, tôi thích. Cho nên ai hỏi tôi là gì, muốn làm sau này, muốn lớn lên muốn làm gì, thì tôi nói rằng tôi muốn làm mục sư. Nhưng mà có một điều đó là tôi ước mơ mà động cơ ban đầu không đúng. Nhưng sau đó dần dần Chúa đã gặp tôi, Chúa đã điều chỉnh cái động cơ của tôi, và Chúa đã có lời hứa của Ngài cho tôi, và Chúa dẫn tôi đi vào trong đường, con đường của Ngài. Và cái ước mơ đó của tôi ban đầu nó lại trở thành khải tượng cho tôi. Chúng ta thấy như ông Gia-cốp ban đầu ông có khải tượng gì để ông trở thành một dân tộc cho Chúa không? Không, nhưng mà ông có cái điều ông ước ao, đó là ông ước ao cái quyền con trưởng. Ông ước ao ước gì cái điều đó thuộc về mình, và ông tìm đủ mọi cách để ông có được cái điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài cũng đã gặp ông, Ngài cũng đã điều chỉnh cái đường đi của ông để cuối cùng ông trở thành một dân tộc cho Ngài. Bởi vậy cho nên trong mọi người, trong chúng ta, có thể chúng ta chưa có một cái chiêm bao về sự kêu gọi, chúng ta chưa có một cái sự hiện thấy về sự kêu gọi, có thể chúng ta chưa có một lời tiên tri, một ai đó nói với chúng ta về sự kêu gọi, hay chúng ta chưa có một cái gì để gọi là một khải tượng cả. Nhưng ít nhất nữa chúng ta cũng có cái ước mơ cho cuộc đời của mình. Đương nhiên tôi nói với anh chị em rằng cái ước mơ ở đây chúng ta phải mở rộng vấn đề ra, không phải chỉ ước mơ hầu việc Chúa, mà mỗi một người có nhiều cái ước mơ khác nhau. Và Chúa Ngài có thể kêu gọi và đặt để chúng ta vào trong từng vị trí mà Ngài thấy là thích hợp, chứ không phải tất cả đều là mục sư, không phải tất cả đều là người hầu việc Chúa, đúng không ạ? Chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 12 từ câu 6 cho đến câu 8 ra cho thấy rằng có người thì được gọi đến làm chức vụ, có người thì được gánh việc phiên bảo, có người thì gánh việc bố thí, có người gánh việc làm sự thương xót, có người thì phục vụ, chứ không phải tất cả là một. Ở trong câu thứ nhất đoạn 12 thì Phao-lô nói rằng có thể nào trong một thân thể tất cả đều là mũi, tất cả đều là tai chăng? Vậy thì mỗi một người Chúa sẽ đặt để trong lòng chúng ta những cái điều ước mơ. Có những người chúng ta thấy là họ có một cái ước mơ mãnh liệt của họ từ khi còn nhỏ, họ sẽ trở thành những người làm kinh tế, và Đức Chúa Trời đã sử dụng điều đó của họ. Có những người họ có ước mơ mãnh liệt đó là họ cứu những linh hồn. Có những người họ có một ước mơ mãnh liệt đó là họ là sẽ người trở thành người hầu việc Chúa, vân vân. Thì đó chính là cái khải tượng. Và mỗi người trong chúng ta, chúng ta phải nhận lấy cái khải tượng hay là cái ước mơ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Bởi vì nếu không có khải tượng, nếu không có ước mơ, nếu không có sự dẫn dắt của Chúa, thì giống như chúng ta đi ra đường, chúng ta đi không có mục tiêu. Có bao giờ chúng ta ra đường và chúng ta cầm xe chúng ta chạy lang thang mà không có mục tiêu đến không? Có lần nào chúng ta làm như vậy một lần nào chưa? Và chúng ta thấy chúng ta sẽ đi tới đâu? Không biết đi tới đâu cả, đúng không ạ? Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Không biết đi tới đâu hết, và cuối cùng chúng ta lại quay về cái chỗ xuất phát. Nhưng nếu chúng ta có mục tiêu thì sao? Cá nhân của tôi để ý thế này nè. Tôi thì thường tôi không có chạy xe nhanh đâu. Nhiều người vẫn nói là tôi chạy xe nhanh, nhưng mà cá nhân tôi thấy tôi không có chạy xe nhanh. Nhưng mà cứ cái đoạn đường từ nhà tôi lên tới Sài Gòn thì có lúc thì tôi chạy xe có khoảng 3 tiếng thôi. Nhưng mà có khi tôi chạy xe tới 5 tiếng mới tới. Tôi đối với vị tại sao vậy? Cái lúc mà tôi biết rằng tôi cần phải chạy lên đây, nó có cái mốc thời gian cho tôi,
thì tức là tôi có cái mục đích, có mục tiêu, và tôi tập trung tôi đi. Tôi sẽ đi đi nhanh, đi đúng giờ. Nhưng mà có lúc tôi nói là ủa bữa nay thảnh thơi mà, bữa nay cứ từ từ rồi đi. Thì tôi thấy tôi cũng chạy, tôi nhìn kim đồng hồ cũng vận tốc cũng như vậy. Nhưng mà tại sao 4 tiếng, 5 tiếng mới lên tới? Tôi đang muốn chúng ta thấy một điều rằng khi chúng ta có mục tiêu, chúng ta sẽ nhắm mục tiêu để chúng ta đi, và sẽ đem chúng ta đến cái chỗ chúng ta đạt được cái mục tiêu đó một cách nhanh hơn. Còn nếu cuộc đời chúng ta đi, bước đi mà chúng ta không có mục tiêu gì cả, thì chúng ta không biết mình đi đâu, và rất là dễ chúng ta sẽ đi sai, rất là dễ chúng ta sẽ làm bậy. Ngay việc chúng ta đi thờ phượng Chúa mà chúng ta không biết rằng mình đi thờ phượng Chúa vì mục đích gì, thì chúng ta sẽ không lấy cái việc đi thờ phượng Chúa làm cái điều để chúng ta cố gắng để chúng ta giữ sự trung tín, mà chúng ta nói ôi cũng được, tuần này không đi thờ phượng Chúa thì tuần sau đi thờ phượng Chúa, đâu có sao. Đời còn bao nhiêu là cái Chúa Nhật mà. Nhưng chúng ta biết rằng, chúng ta thấy trong những ngày qua, trong những cái biến cố, trong những biến cố nó xảy ra cho những người xung quanh chúng ta, đôi khi chúng ta muốn tới một cái Chúa Nhật kế tiếp mà ta không tới được. Đôi khi chúng ta muốn tới, chúng ta không tới được. Như hồi nãy, qua cái lời làm chứng của Hiền, đôi khi chúng ta có những cái điều chúng ta muốn làm cái điều gì đó tốt lành cho người thân của mình, nhưng mà chúng ta nói từ từ đi, người thân chúng ta còn đó mà, vội gì? Rồi điều gì xảy ra? Không còn cơ hội. Ê, mỗi người chúng ta phải có cái mục tiêu, và cái mục tiêu đó ban đầu nó chỉ là mục tiêu của cá nhân, nhưng nếu chúng ta đi ở trong đường lối của Chúa, Chúa sẽ biến nó trở thành khải tượng. Hoặc là có những người Chúa cho chúng ta cái khải tượng của Chúa để chúng ta bước đi. Thì chúng ta có mục tiêu của chúng ta, hay chúng ta có khải tượng từ nơi Chúa, hay chúng ta chỉ là có những cái ước mơ của mình, hãy nắm chặt lấy nó. Hãy nắm chặt lấy nó. Vậy thì bây giờ chúng ta đi đến cái chỗ này. Tại sao chúng ta cần phải nắm lấy khải tượng? Đây là cái câu hỏi. Tại sao chúng ta cần phải nắm lấy khải tượng? Bởi vì như thế này, Khi khải tượng đến, bình thường đó, nhiều người chúng ta dễ dàng chúng ta buông bỏ khải tượng, hoặc là chúng ta bỏ luôn cả đức tin. Lý do là bởi vì chúng ta không hiểu cái cách mà khải tượng hoạt động, hoặc là chúng ta dễ dàng rơi vô cái chỗ lầm bầm, rơi vô cái chỗ oán trách, rơi vô cái chỗ chúng ta cay đắng, bởi vì chúng ta không hiểu được cái cách mà Chúa thực hiện. Tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh. Khi Môi-se đến nói với dân Israel, đây như là một lời tiên tri, nó cũng là một hình ảnh của mình, hình thức của khải tượng đó. Đức Giê-hô-va là tổ phụ, là Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, sai ta đến để đem các ngươi ra khỏi ách nô lệ, để đem các ngươi đến một xứ đượm sữa và mật. Đó là lời hứa của Chúa. Và rõ ràng là Môi-se nhận lấy lời hứa này từ Chúa, đúng không? Và Môi-se chuyển cái lời hứa này đến cho dân Israel, đúng không ạ? Đúng không? Đúng. Và dân Israel lúc đó họ phản ứng thế nào? Họ vui mừng. Họ vui mừng, họ tung hô. Nhưng mà qua sáng hôm sau thì họ không thấy một xứ đượm sữa và mật ở đâu cả, mà họ thấy một đống bùn mà không có rơm, cần phải đi kiếm rơm. Bình thường làm gạch cũng số lượng bao nhiêu đó, nhưng mà nguyên vật liệu đầy đủ. Bây giờ một lời hứa vừa đến, ta sẽ đem các ngươi đến ra khỏi cái xứ này để đem các ngươi đến một xứ đượm sữa và mật. Nhưng xứ đượm sữa và mật ở đâu không thấy, mà chỉ thấy cái gì? Áp lực của công việc nó càng đè nặng lên hơn nữa ở trên đời sống. Rồi sau cái áp lực công việc này, bắt đầu Chúa làm nhiều phép lạ và để Chúa đem họ ra, và cuối cùng thì Pharaoh bắt buộc phải cho họ ra khỏi ách nô lệ. Và họ vui mừng, họ đi ra, họ reo hò, họ đi ra. Và họ nghĩ gì đây? Ra khỏi xứ Ai Cập, ra khỏi ách nô lệ thì sẽ ngay lập tức gặp được xứ đượm sữa và mật. Nhưng ra khỏi xứ Ai Cập
Họ thấy cái gì? Đồng vắng, sa mạc. Ủa, ở trong xứ Ai Cập ít nữa còn thấy cây xanh, ít nữa còn thấy nước, ít nữa dù làm nô lệ cực khổ nhưng mà ít nữa có đồ ăn. Còn bây giờ ra khỏi ách nô lệ để đến một xứ tự do. Ủa, xứ tự do ở đây đây hả? Muốn uống miếng nước đi tìm 3 ngày không có nước. Đôi khi thèm một chút dưa hành củ kiệu cũng không ra. Mà chúng ta thấy đường đi của dân Israel này có giống chúng ta không? Trước kia chúng ta chưa tin Chúa, mặc dù chúng ta phải làm nô lệ cho ma quỷ, chúng ta phải thờ, phải cúng nó, chúng ta phải đủ thứ, nhưng mà những điều chúng ta ước ao, chúng ta thấy dễ tìm đúng không? Những lúc chúng ta buồn cũng rất là dễ để có những người bạn gọi là cùng làm vài ly với chúng ta để vơi bớt nỗi buồn, đúng không ạ? Còn bây giờ tin Chúa rồi, nhiều khi chúng ta ở đúng nghĩa trong chỗ đồng vắng, mặc dù ta đang ở Sài Gòn đông dân cư nhưng mà không có một ai ở kế bên. Đó là cái lý do mà tại sao nhiều người không tiếp tục bước đi ở trong khải tượng nữa. Có những người Chúa kêu gọi hầu vị Chúa, và ở trong tâm trí của họ, trong tâm trí của họ vẽ ra cảnh tượng là người hầu vị Chúa là gì? Là người đi đâu cũng được người ta chào đón, đứng lên giảng thì có rất nhiều người nghe, và luôn không cần phải làm việc gì cả, là luôn luôn có người sẵn sàng dâng hiến cho mình để mình sống thoải mái. Có những người vẽ trong tâm trí họ là như vậy đó. Cho nên khi họ bước vào trong chỗ hầu việc Chúa, họ dội ngược, họ bị nản. Bởi vì sao vậy? Nó không giống như là mơ. Nó không giống như là mơ. Có nhiều người nhìn vô một sư bủ, nhìn vô tôi, ôi một sư bủ thì lái xe 4 chỗ đi hầu việc Chúa, ước gì mình được như vậy. Ô, ông Hào thấy ông cứ đổi xe liên tục đúng không ạ? Coi như là dường như là cái gì mà người ta ước ao thì thấy mấy ông có hết. Nhưng mà chúng ta đâu có biết có những như vừa rồi có ở trong lớp khóa 22 có một người anh em đi chung với chúng tôi trong chuyến đi Quảng Ngãi vừa rồi đó, về tôi cứ lên trên xe cái anh đó nói, cứ mỗi lần tôi ở trên xe mà chiếc xe nó lắc qua lắc, tôi lại nhớ tôi thấy một sư Hào, cái hình ảnh của ổng chớp 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 trước mắt của tôi, đi kiểu này mà tại sao mấy ổng vẫn cứ đi, mà mấy ổng vẫn cứ hầu việc Chúa, mấy ổng vẫn có sức để đi. Tôi đi có một chuyến thôi mà tôi thấy là tôi bèo nhèo hết trơn rồi. Chứ rồi tôi đi, chúng tôi đi Quảng Ngãi, tôi phải nói rằng đi trên con đường đó tôi thấy con người thật quá nhỏ bé. Tôi nói là không biết Chúa nhìn xuống Chúa có thấy mình không. Tại vì sao vậy? Xung quanh là rừng, mà chúng ta đi có con đường là ở trên núi á, mà cái con đường đó là con đường mà sạt lở, nó đang bị sạt lở. Vô đó không có sóng điện thoại luôn. 4 người ngồi trên chiếc xe, 6-7 cái điện thoại gì đó mà không có điện thoại nào có sóng hết trơn á. Tất cả các mạng đều đứt hết, chỉ còn mạng nhện thôi. Những lúc như vậy thì bắt đầu cái cảm xúc của con người trỗi lên. Mình đi như thế này có ai hiểu đâu. Nhưng mà người ta cứ nhìn vào những cái gì đó mà được Chúa ban phước, người ta bắt đầu người ta bắt bớ, người ta kiếm chuyện đủ thứ hết. Làm sao để có thể làm được điều đó? Làm sao để có thể tiếp tục đứng vững ở trong chức vụ? Có nhiều người cứ tưởng tượng ra là bây giờ tôi hầu vị Chúa, tôi học trường thánh xong rồi, bây giờ tôi phải hầu vị Chúa, tôi phải trở nên giống như mấy mục sư. Được, bước vô đi rồi sẽ biết. Cho nên giữa cái khải tượng, giữa cái điều ước ao và cái điều thực tế để đạt đến, đôi khi nó là ngược vấn đề. Và chúng ta thấy quay trở lại trong sách Ký đoạn 37, chúng ta thấy ông Joseph ông cũng đối diện với những điều như vậy. Chúng ta thấy khải tượng của ông Joseph là gì? Là người lãnh đạo. Khải tượng của Joseph
ông là người lãnh đạo, nhưng cái đường đi của ông thì chúng ta thấy như thế này đây, tôi sẽ đọc cho chúng ta thấy nha. Bắt đầu cũng trong đoạn 37 từ câu 12. Các anh chàng đi chăn chiên của cha chàng tại Sichem. Israel nói cùng Joseph rằng: các anh con chăn bầy chiên tại Sichem. Tại Sichem chăn, tại lại đây đặng cha sai con đi đến cùng chúng nó. Joseph đáp rằng: có con đây. Joseph được sai đi, và điều gì xảy ra? Câu 18. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa chưa đến gần thì lập mưu để giết chàng. Thấy khải tượng là gì? Là người lãnh đạo. Bây giờ đối diện với cái gì? Bị giết. Chúng bèn nói với nhau rằng: kìa, thằng nằm mộng đến kia, bây giờ nào chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó, đoạn ta sẽ nói nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe lời đó liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: chúng ta đừng giết nó. Lại tiếp rằng: chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liền nó xuống một cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng trao tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cho về cùng cha. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là áo có nhiều màu, có nhiều sắc đương mặt trên mình, rồi bắt chàng đem quăng xuống hố nước, vả hố khô cạn chẳng có nước. Thấy khải tượng làm lãnh đạo, và bây giờ Joseph đang ở đâu? Trong cái hố. Và bây giờ chúng ta hình dung nha, nếu bây giờ Joseph nhìn vào trong hoàn cảnh và phối hợp với khải tượng của mình, có thể Joseph sẽ nói với Chúa: Chúa ơi, Ngài nói rằng con trở thành lãnh đạo, Ngài mang con khải tượng để trở thành lãnh đạo, vậy bây giờ chắc con lãnh đạo mấy con chuột với mấy con dế quá. Nếu Joseph có nhìn tiêu cực, và rõ ràng ở trong đời sống của mỗi chúng ta cũng như vậy, nhiều khi chúng ta để cho cái nhìn tiêu cực nó đến ở trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa và bao nhiêu lời hứa tốt lành của Chúa ở trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta lại không nhận được cái điều tốt lành đó, mà chúng ta lại đối diện với cái gì? Hoàn cảnh khó khăn, mất mát, bắt bớ, bệnh tật, cướp, giết, hủy diệt, sự tấn công của ma quỷ. Nếu ta nhìn trong thực tế, chúng ta sẽ nghĩ gì? Chưa dừng lại chỗ đó, chưa thích nghi được với hoàn cảnh thì lại được kéo lên. Kéo lên rồi điều gì xảy ra? Đem đi bán. Bây giờ tôi hỏi anh chị em nè, anh chị em có chúng ta có biết qua về cái chế độ nô lệ không? Chế độ nô lệ có nghĩa là gì ạ? Nếu một người làm nô lệ thì người đó có khả năng để trở lại thành người bình thường được không? Không bao giờ. Không bao giờ trở lại thành người bình thường. Nếu người đó có vợ, có chồng, sanh con, thì vợ và chồng và con người đó vẫn là nô lệ. Đời kế tiếp cũng là nô lệ. Đời kế tiếp cũng là nô lệ. Vậy thì bây giờ chúng ta thử hình dung nha. Chúa nói với Joseph là lãnh đạo qua khải tượng. Thực tế Joseph làm nô lệ. Vậy thì chúng ta thấy chừng nào Joseph, nếu nhìn vào trong hoàn cảnh, chừng nào Joseph mới có hy vọng để trở thành lãnh đạo? Dường như giữa khải tượng và thực tế nó là hai cái chiều mũi tên đi ngược nhau, không bao giờ gặp nhau. Chúng ta có thấy trong thời gian vừa qua, chúng ta bước đi theo Chúa và chúng ta cũng ở trong cái con đường này không? Tôi nói với anh chị em, nếu chúng ta ở trong cái con đường này, chúng ta đang ở trong con đường này, hay sắp tới chúng ta bước vào trong con đường như thế, chúng ta tạ ơn Chúa đi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đang để chúng ta đang được Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta. Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao tôi nói như vậy? Chúng ta xem ở trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 13, chúng ta xem đây là điều mà Chúa nói. Xuất Ê-tô Ký đoạn 13 câu 17 và câu 18. Vả khi Pha-ra-ôn tha dân Israel đi,
Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng e khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo hướng theo đường trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Không dẫn đi cái đường gần để đạt đến cái điều Chúa hứa, nhưng mà đi như thế nào? Đi vòng. Đi vòng. Và Joseph cũng được Chúa dẫn đi vòng, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy David cũng vậy. David được sức dầu làm vua, nhưng mà chúng ta thấy dường như cuộc đời của David được sức dầu làm vua, và những cái biến cố xảy ra cho David đó, ban đầu đó, thì ta thấy là chúng ta tưởng theo cách của con người là thế nào rồi ông cũng sẽ lên ngôi thôi. Đó là gì đây? Từ một người chăn chiên bình thường, David trở thành tướng lãnh ở trong quân đội Israel. Chúng ta thấy đời sống ông đang đi lên, đúng không? Trở thành tướng lãnh trong quân đội Israel xong, bây giờ David trở thành rể của vua. Vậy thì từ rễ của vua lên tới ngôi vua theo cách của con người đó, nó quá gần rồi, đúng không? Nhưng bất thình lình từ cái rễ của vua rớt xuống một cái không có khả năng để với tới nữa, không có còn suy nghĩ nào theo cách thường để có thể đạt được đến cái vị trí theo như cái điều mình được sức dầu nữa. Nhưng mà đó lại là cái cách mà Chúa nói. Đó là cái cách mà Chúa dẫn dân sự của Chúa đi. Chúng ta biết lý do tại sao như vậy không? Vậy thì Chúa dẫn như vậy rồi bao giờ thì dân sự của Chúa mới quay trở lại đúng cái vị trí, cái chỗ mà Chúa kêu gọi, hay là chỗ mà Chúa ban cho khải tượng? Và bình thường nhiều người ở trong mỗi chúng ta đánh mất cái sự kêu gọi của Chúa, chúng ta đánh mất cái khải tượng, chúng ta không còn giữ cái ước mơ của mình nữa, và chúng ta bắt đầu chúng ta đi theo một cái ước mơ khác, chúng ta tự lập nên một cái ước mơ khác, đi theo một cái con đường khác. Rất là nhiều. Cho nên nhiều người họ đi hầu việc Chúa một thời gian, ban đầu họ bắt đầu rất là đúng đắn, nhưng sau đó thì bắt đầu có những cái sự thay đổi. Sau đó bắt đầu có những cái sự thay đổi. Có những người thì vẫn ở trong chức vụ, nhưng họ hầu việc Chúa với một cái đối tượng khác, không phải là Chúa nữa. Có những người thì họ ra khỏi chức vụ luôn. Có những người họ đi theo một cái đường khác. Nhưng mà trong ngày đầu năm này, tôi muốn nói với Hội Thánh, chúng ta cần phải nắm lấy khải tượng. Tại sao như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ đến cái chỗ tôi sẽ giải thích cho quý vị lý do tại sao chúng ta cần phải nắm lấy khải tượng. Lý do tại sao khải tượng, Chúa nói rằng nếu nó có đến chậm, ngươi hãy chờ, vì chắc chắn nó sẽ đến. Mặc dù nhiều khi cái đường chúng ta đi, cái hoàn cảnh chúng ta nhìn thấy nó nghịch hoàn toàn với khải tượng. Ví dụ như ông Joseph, ông nhìn thấy ông khải tượng ông làm lãnh đạo, thì ít nhất nữa bây giờ con trai út thì ông sẽ được nâng lên, ông sẽ trở thành cha ông cho ông thừa kế, đúng không ạ? Rồi từ cái chỗ vị thừa kế đó, ông bắt đầu ông có ảnh hưởng đến những cái người, những cái vùng xung quanh. Rồi ông tạo lập uy tín của mình, và bắt đầu nhiều người đi theo ông, và cuối cùng là ông sẽ trở thành một cái bộ lạc lớn, sẽ trở thành một cái quốc gia. Ví dụ như thế, đó là theo cách của chúng ta nghĩ, đúng không ạ? Rồi cũng như trong cách bình thường mà mỗi chúng ta nghĩ thế này, khi chúng ta đi theo sẽ được phước. Chúa nói rằng Chúa lãnh vốn giàu, Ngài đã trở nên nghèo cho chúng ta để chúng ta được giàu, đúng không ạ? Và theo cái điều chúng ta nghĩ rằng vậy thì có nghĩa là bây giờ giả dụ như tôi đang thiếu nợ mà tôi tin Chúa, thì bắt đầu Chúa sẽ cho tôi hết nợ, Chúa sẽ chúc phước cho tôi, và mỗi một ngày tiền nó vô trong ví của tôi không đếm xuể. Và bây giờ đến lúc tôi sẽ giàu có, đến lúc tôi sẽ cho nhiều nước vay, chứ tôi không vay ai. Đó là cái điều chúng ta suy nghĩ. Nhưng trong thực tế khi ta đi theo Chúa,
Trong thực tế khi chúng ta đi theo Chúa, vừa tin Chúa xong có thể bị mất việc. Vừa tin Chúa xong những cái vấn đề gì đó nó xảy ra. Thay vì cái tiền của mình đang có, bây giờ nó bắt đầu nó ra đi từ từ. Nó ra đi từ từ. Tin Chúa, chưa biết Chúa chúc phước ở đâu, nhưng mà hồi sáng giờ là dâng hiến hai lần rồi đó. Đúng không ạ? Khi ta nhìn vào trong thực tế, chúng ta sẽ thấy thế nào? Dường như nó đi ngược lại. Nhưng mà tôi cho chúng ta thấy một cái điều để chúng ta biết rằng, dù nó có đi theo hướng nào đi nữa, dù nó có đi nghịch lại với cái điều chúng ta suy nghĩ và nghịch lại với cái những cái diễn thông thường, nhưng nếu nó nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tẩy trị, thì nó cũng sẽ đến cái chỗ mà Đức Chúa Trời muốn. Và trước khi chúng ta nói về điều đó, chúng ta phải xem cái sự tẩy trị của Đức Chúa Trời. Ngài tẩy trị như thế nào? Chúng ta mở ra ở trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 1. Ê-xê-chi-ên đoạn 1. Tôi nếu chúng ta có được, chúng ta về chúng ta chịu bỏ thời gian ta đọc sách Ê-xê-chi-ên, chúng ta sẽ thấy có những điều rất là lạ lùng. Và tôi dám chắc rằng khi chúng ta đọc ở trong đoạn 1, chúng ta không tưởng tượng được cái này là cái gì. Tôi sẽ đọc từ câu số 15 nha. Từ câu số 15 đến câu 21. Và đang khi ta ngắm xem các vật sống này, các vật sống ấy này, trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống ấy. Mỗi một trong bốn mặt đều có một bánh xe. Hình và kiểu các những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Hết thảy bốn bánh đều giống nhau, hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe. Chúng ta thử tưởng tượng ra cái điều này nó là cái gì. Rồi, khi đi tới thì đều đi bốn phía mình. Khi đi không phải xây lại, vòng bánh xe cao và dễ sợ. Và vòng bánh xe của bốn con đều đầy những mắt. Khi các vật sống đi, các bánh xe cũng đi kề bên. Các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó. Thần đi đâu thì các bánh xe cũng bị cất lên kề theo, kề bên các vật sống, vì thần của các vật sống đó ở trong các bánh xe. Khi các vật sống đi, chúng nó cũng đi, dừng, chúng nó cũng dừng. Và khi các vật sống bị cất lên khỏi đất thì những bánh xe cũng bị cất lên kề theo, vì thần của các vật sống ở trong các bánh xe. Bây giờ chúng tôi muốn chúng ta chú ý cái chỗ này nè. Bánh xe ở trong bánh xe là gì? Đó là cái hình ảnh mà Chúa là đấng đang ngự ở trên nó và ngự ở trong nó. Chúng ta không hình dung ra được phải không ạ? Có cái viết không? Tôi muốn mô tả điều này cho chúng ta chút xíu. Khi chúng ta đọc cái điều đó đó, bánh xe trong bánh xe, chúng ta sẽ khó hiểu. Nhưng mà chúng ta hình dung thế này nè. Bánh xe có phải là hình tròn không? Bánh xe là hình tròn đúng không ạ? Và bánh xe ở trong bánh xe là thế nào? Thật ra ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta luôn bị chi phối bởi những bánh xe này. Một phút chúng ta có 60 giây. Có phải một vòng tròn không ạ? Một giờ chúng ta có 60 phút. Có phải có bánh xe này ở trong bánh xe kia không? Một ngày chúng ta có 24 giờ. Một tuần chúng ta có 7 ngày. Một tháng chúng ta có 30 ngày. Một năm chúng ta có 12 tháng. Bánh xe trong các bánh xe. Bây giờ lấy trung tâm đây là trái đất, có phải hình cầu không? Trái đất nó quay xung quanh nó một vòng tròn là một ngày, có phải bánh xe không?
Trái đất này nó quay xung quanh mặt trời một vòng là một năm. Có phải bánh xe không? Rồi, bây giờ trái đất của chúng ta, Chúa nói rằng Chúa ở trong tầng trời thứ, Chúa ở trên tầng trời thứ ba, Paradis ở tại tầng trời thứ ba. Từ trái đất của chúng ta nhìn lên tới tầng khí quyển, đó là tầng trời thứ nhất. Nó phải ra ngoài cái tầng trời thứ nhất này là một vũ trụ bao la ngoài kia, nó là tầng trời thứ hai. Và ngoài cái tầng trời thứ hai đó là tầng trời thứ ba. Vậy tầng trời thứ ba hình gì? Cũng hình cầu. Tại sao tôi dám nói tầng trời thứ ba là hình cầu? Trái đất chúng ta hình tròn đúng không? Ở đây chúng ta nhìn thẳng lên đến tầng trời thứ ba. Ở những người sống ngược chiều của chúng ta, ở nửa dòng trái đất bên kia, họ nhìn thẳng lên thì họ có nhìn cùng chiều của chúng ta không? Nhưng mà họ nhìn ngược chiều của chúng ta, họ nhìn lên, ở đây cũng tầng trời thứ ba. Những người sống ở đây họ nhìn qua, đây cũng tầng trời thứ ba, họ nhìn lại đây, đây cũng tầng trời thứ ba. Vậy có phải vũ trụ này cũng là một vòng tròn ở trong các bánh xe? Và thần của các vật sống ở trong, chúng ta chú ý nha, thần của các vật sống ở trong các bánh xe, tức là Ngài ở trong từng phần trăm giây của đời sống chúng ta. Ngài ở trong từng giây của đời sống chúng ta. Ngài cai trị trong từng phút, Ngài cai trị trong từng giờ, Ngài cai trị trong từng ngày, Ngài cai trị trong tuần lễ, Ngài cai trị trong từng tháng, Ngài cai trị trong từng năm, Ngài cai trị trong từng thời gian của chúng ta. Ngài, thần của các vật sống ở trong, Kinh Thánh nói là ở trong chứ không phải là ở trên. Tức là ở trong cái phần trăm của giây thì Ngài vẫn có đó. Trong một giây Ngài vẫn có đó. Trong một phút Ngài vẫn có. Trong một giờ Ngài vẫn có đó. Trong một ngày Ngài vẫn có đó. Ngài ở trong từng cái khoảnh khắc thời gian của chúng ta. Của các vật sống ở trong cái bánh xe. Và từ cái chỗ này tôi sẽ đem đến cho anh chị em thấy rằng dù chúng ta đi theo Chúa và dù hoàn cảnh nó có như thế nào đi nữa thì kế hoạch của Chúa, khải tượng của Chúa vẫn sẽ được thực hiện ở trên đời sống của chúng ta. Thực hiện như thế nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái chỗ Chúa cai trị ở trong các bánh xe ha. Để chúng ta đưa đến cái vấn đề này. Tôi ví dụ, chúng ta bắt đầu cái chỗ mà Joseph thấy chiêm bao đi. Joseph thấy khải tượng. Và cái vị trí này là trở thành lãnh đạo. Cái vị trí này là trở thành lãnh đạo. Lẽ ra, không sao tại vì do nó bị ướt. Lẽ ra, từ khi thấy được cái khải tượng đi đến chỗ lãnh đạo, chỉ cần đi một con đường ngắn thôi là tới, đúng không ạ? Nhưng đằng này Chúa không dẫn đi đường đó, mà Chúa dẫn đi con đường đi ngược lại. Và nếu đến vị trí này, ở đây là bị quăng xuống hố nè, ở đây bị quăng xuống hố nè. Từ cái chỗ quăng xuống hố đi đến khải tượng, bây giờ nó gần hơn hay nó xa hơn rồi? Nó xa hơn rồi, phải không ạ? Rồi, nhưng mà quăng xuống hố chưa xong đâu, vậy tiếp tục làm gì? Nô lệ nè. Đi đến cái chỗ, cái vị trí làm lãnh đạo xa hơn nữa. Rồi, làm nô lệ chưa xong đâu, ở tù nè. Nếu tính theo cách của con người là đi theo cái chiều hướng con người, thì càng ngày Joseph càng xa cái vị trí mà Chúa Ngài nói, càng ngày càng xa cái khải tượng mà Chúa Ngài cho. Nhưng cái nhìn của Chúa thì khác, nó quá gần với cái khải tượng này. Chúng ta nhìn, chúng ta cứ nhìn, chúng ta không có nhìn tới mà chúng ta cứ nhìn lui. Đó là cái bản chất của chúng ta, chúng ta cứ nhìn vào trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta không, Chúa nói là chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng đức tin. Nhưng mà chúng ta không có chịu nhìn, mà chúng ta nhìn cái gì? Nhìn theo những gì đã qua, nhìn những gì xung quanh. Nhưng mà Chúa thì ở ngoài, Chúa nhìn vào, Chúa thấy là gì đấy? Nó sắp tới rồi. Nhưng mà còn chúng ta thì nói, Chúa ơi, xa quá rồi. Nhiều khi chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh, chúng ta nói, Chúa ơi,
Chúa hứa với con thế này, Chúa hứa với con thế kia, nhưng mà tại sao cái khải tượng bây giờ làm sao đây? Bây giờ nếu ta tìm theo cách, chúng ta suy nghĩ theo cách của con người nha. Joseph mà muốn quay trở lại cái vị trí ban đầu chỉ là con ở trong nhà thôi, nó cũng là quá xa rồi, nó cũng là không tưởng rồi, chứ đừng nói chi là trở thành lãnh đạo. Nhưng khi ngay chỗ này, rồi Joseph làm gì nữa? Rồi điều gì nữa đây? Joseph lại tiến tới một cái điều nữa, đó là bị bỏ quên trong tù. Vô tù mà bị bỏ quên nữa. Nhưng mà trong lúc Joseph bị bỏ quên trong tù đó, thì trong lúc này Chúa hành động chỗ này. Chúa cho cái ông lãnh đạo chỗ này có một cái chiêm bao. Trong lúc Joseph ở tù thì Chúa cho mấy cái ông lãnh đạo đây bị thảy xuống đây ở tù để ở chung. Và để làm gì? Cho mấy cái ông này, ông nhớ đến Joseph, ông gọi là ông gặp được Joseph. Và khi ông này nói thì mấy cái ông đã từng ở tù đây nè, ông mới nhớ đến một ông đã từng bị bỏ quên. Và cái ông này, ông lôi ông này tới bước vào lãnh đạo trong tích tắc. Đức Chúa Trời là đấng cai trị. Nhưng cái cách của Ngài đi, Ngài nói gì? Không dẫn dân đó đi đường ngắn hơn hết, nhưng mà dẫn đi đường gì? Đường vòng. Joseph đã được Chúa dẫn đi một vòng để cuối cùng trở thành khải tượng của Chúa, vẫn phải được thực hiện. Nhưng mục đích của việc Chúa dẫn đi đường vòng là để làm gì? Bây giờ ta thử hình dung nha. Nếu ngay lập tức Joseph từ đây trở thành lãnh đạo, ngay lập tức Joseph từ đây và Joseph trở thành lãnh đạo, thì tôi hỏi anh chị em, những ông anh mà đang ghét Joseph đó có sống nổi không? Có sống nổi không ạ? Có thể Joseph sẽ tiêu diệt từng ông một. Nhưng mà trong quá trình Joseph gặp rắc rối, Joseph gặp hoạn nạn, Joseph gặp hoạn nạn, và để cuối cùng Joseph nói rằng các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi. Joseph nhận ra được bàn tay của Chúa đang tể trị. Mục đích của Chúa là để cho chúng ta đạt được cái khải tượng, nhưng chúng ta cũng trở nên có tấm lòng giống như Chúa, chứ không phải chỉ làm chỉ nhằm mục đích là cho chúng ta đạt được cái khải tượng rồi thôi. Mục đích của Chúa là muốn cho chúng ta có một đời sống mà ở trên cao chứ không phải dưới thấp, nhưng ở trên cao với tấm lòng của Chúa chứ không phải ở trên cao với tấm lòng của Satan. Và để chúng ta ở trên cao được với tấm lòng của Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đi đường vòng. Và bây giờ chúng ta thử hình dung, nếu trong quá trình đi đường vòng như thế này mà chúng ta không nắm chắc khải tượng, chúng ta không nắm chắc vào trong cái sự tể trị của Chúa, thì làm sao chúng ta quay trở về đúng cái chỗ này, cái chỗ khải tượng mà Chúa kêu gọi? Trong những bước này, anh chị em thấy có phải mình đang đi cái chiều giống như cái chiều Joseph đã đi không? Nếu chúng ta đang đi như vậy, nếu chúng ta đang có khải tượng mà Chúa đang dẫn dắt chúng ta như vậy, hãy nắm chắc cái khải tượng của Chúa. Đừng vì thấy, đừng vì nhìn theo cái con mắt của chúng ta, đừng vì nhìn theo cái cách của chúng ta, đừng vì những suy nghĩ hạn hẹp của chúng ta mà chúng ta vội bỏ mất đi cái điều mà Chúa đang dẫn dắt chúng ta. Bởi vì sao vậy? Thần của các vật sống ở trong các bánh xe, Ngài ở trong cái chu kỳ của cuộc đời chúng ta đang đi. Và chúng ta thấy thế này, ngay cả Chúa Giê-xu, Ngài cũng đi theo cái con đường này. Chúa Giê-xu, Ngài sanh ra trên đất này, và mục đích của Ngài đó là đánh bại Sa-tan, đúng không ạ? Để lấy lại cái quyền mà Adam đã đánh mất, rồi để cứu con người ra khỏi tội lỗi, để đem con người trở về với Đức Chúa Trời. Và nếu theo cách của con người thì Chúa Giê-xu, Ngài đến, ban đầu Ngài kêu gọi 12 môn đồ, rồi Ngài kêu gọi 70 môn đồ,
Và sau đó có một đoàn dân mười mấy ngàn người đi theo Ngài. Đúng không ạ? Theo cái cách nghĩ của chúng ta, bây giờ bắt đầu từ 5.000 người đàn ông, không kể đàn, tức là 5.000 người đàn ông ăn bấm đó, 5.000 người này trở thành đạo quân được chưa? Được rồi. Bây giờ có thể Chúa Giêsu sẽ hiệu triệu dương cờ và chúng ta sẽ khởi nghĩa. Đó là theo cách của con người. Nhưng cách của Chúa thì không phải vậy. Cách của Chúa, từ những người đi theo Ngài thật là đông đó, bất thình lình chỉ còn có 12 người đi theo Ngài thôi, khi Ngài giảng một bài giảng về lẽ thật, về bánh từ trời đến. Rồi khi Ngài chiến đấu ở trong vườn Gethsemane, không còn ai đi theo Ngài cả. Trong sách Mác nói thế này nè, có một chàng trai trẻ đi theo Ngài xa xa và chỉ có cái khăn để quấn người thôi, nhưng mà khi bị phát hiện thì cũng quăng luôn cái khăn để dễ dàng chạy trốn, bởi vì trần truồng không ai nắm được, có cái khăn còn nắm được mà dần trần truồng không ai nắm được đó. Rồi những cái người mà khi ở trong cái buổi tiệc cuối cùng đó, dựa đầu ở trên ngực của Ngài, thì lúc Ngài đang bị sỉ nhục, đứng ở xa xa ngồi chung với những người đang kiện cáo Ngài, ngồi chung với những người sẽ đóng đinh Ngài, ngồi sưởi ấm, còn Ngài ngồi đằng kia. Nhưng đối với con người, chết là kết thúc. Nhưng con đường đi của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu chết, Ngài mới đạt được khải tượng. Cho nên chúng ta thấy rằng để cái khải tượng của Chúa được thực hiện, chúng ta cần phải có cái tiến trình của nó. Và để chúng ta có thể đạt được cái khải tượng đó, chúng ta cần phải nắm vững. Tại sao tôi gọi là nắm vững hay là nắm lấy? Bởi vì dễ lắm chúng ta buông ra. Khi chúng ta nhìn vào trong thực tế, khi chúng ta nhìn vào hoàn cảnh, khi chúng ta nhìn vào trong những gì mà chúng ta đang đối diện, có thể trong quá trình đó chúng ta đi, chúng ta sẽ gặp nhiều biến cố. Và những biến cố đó toàn là những cái lý do thích hợp để chúng ta buông. Những biến cố đó thường là những lý do thích hợp để chúng ta buông. Chúng ta buông khỏi chức vụ. Nhưng không, Chúa không muốn chúng ta làm điều đó. Chúa muốn ta đi tới. Chúa muốn ta đi tới. Và Joseph cuối cùng thì ông làm gì? Ông trở thành người lãnh đạo và là người có tấm lòng của Chúa. Ông không trả thù cá nhân khi ông có cái vị trí. Chúa muốn mỗi một con người chúng ta phải có tấm lòng như vậy đó. Cho nên nhiều khi chúng ta muốn giàu có, nhiều khi chúng ta muốn địa vị, nhiều khi chúng ta muốn quyền lực, nhưng mà tại sao chúng ta chưa có? Bởi vì chúng ta kiểm tra lại xem, thứ nhất chúng ta có khải tượng không. Mà nếu chúng ta có khải tượng mà tại sao khải tượng nó chưa thực hiện, chúng ta kiểm tra lại xem chúng ta đang biến đổi cho nên giống như Chúa chưa. Bởi vì nếu chúng ta vẫn còn mang cái tính trả thù ở trong đời sống của chúng ta, mà Chúa đặt chúng ta lên cái vị trí lãnh đạo, điều gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta còn có cái sự, cái tính hay gọi là dễ tự, dễ kiêu ngạo khi chúng ta giàu có, thì liệu Chúa, khi Chúa cho chúng ta giàu có, chúng ta điều gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta, cái tính chúng ta còn quá dễ để cho cái đồng tiền nó làm cho chúng ta bị lung lay cái tư tưởng, cái quan điểm của mình, và Chúa cho chúng ta nhiều tiền, điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mọi chúng ta. Nhưng mà vấn đề, dù chúng ta đang ở trong tiến trình nào, thì nếu có khải tượng, chúng ta hãy nắm lấy. Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Trong Habacuc nói như thế này, Habacuc đoạn 2 câu số 2, xin lỗi, đoạn 2 câu số 3: vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kiếp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó có chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Cái câu này đó, chúng ta đọc ở trong cái bản truyền thống,
thì chúng ta làm chúng ta bị rối. Nhưng mà tôi muốn đọc cái câu này ở trong một cái bản dịch mới để chúng ta thấy cái câu này rất là hay. Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm. Anh em nghe nha. Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm. Từ chỗ này thấy khải tượng và phải chờ đúng thời điểm, mà thời điểm đó là thời điểm Chúa quy định chứ không phải thời điểm chúng ta quy định. Rồi gì nữa? Nó đang hối hả chạy đến giai đoạn cuối, tức là khải tượng này đang gấp rút để hoàn thành. Nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó, vì khải tượng chắc sẽ thực hiện, không nấn ná, không chần chờ. Tôi thích cái câu bản dịch này, bởi vì cái câu đó là nếu nó dường như chậm trễ. Cái câu này nó chính xác hơn. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nó đang gấp rút nó chạy mà, làm sao trễ được. Nhưng mà tại sao nó lại dường như chậm trễ? Tại vì bản tánh của chúng ta thường chúng ta trông cái gì đó, chúng ta thấy nó lâu lắm, và chúng ta muốn thường muốn đi trước. Chúa cũng đang gấp rút để Chúa ban cho Abraham đứa con trai, nhưng mà Abraham thấy nó chậm quá, cho nên Abraham sanh thêm đứa nữa, và nó đứa đó là vấn đề. Tại sao lại thấy chậm? Bởi vì thường chúng ta cứ trông chờ theo cái suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta không nhận biết thời điểm của Chúa. Chúng ta không nhận biết thời điểm của Chúa. Nhưng mà Chúa nói gì đây? Nó đang gấp rút để chạy đến, và nó không trễ. Nhưng những lúc nào mà chúng ta thấy nó trễ đó, thì chúng ta phải cố gắng chờ. Nếu chúng ta cảm thấy nó trễ, chờ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó trễ là tại vì chúng ta gấp thôi, chứ không phải là tại vì nó bị kẹt xe. Nó không có kẹt xe. Nó đang gấp rút chạy đến cái con đường cuối cùng. Điều mà Chúa đang hứa với chúng ta, điều mà Chúa đã phán với chúng ta, điều mà Chúa đã phán với hội thánh của Chúa vẫn sẽ thực hiện y như vậy. Bởi vì Ngài là đấng tể trị ở trong các bánh xe. Ngài đấng tể trị ở trong thời gian, ở trong không gian, ở trên địa lý, ở trên tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Cho nên đừng có một suy nghĩ nào để chúng ta bị lừa dối rằng có một phút nào đó Chúa không cai trị trong đời sống của chúng ta, có một phút nào đó Chúa Ngài không có ở trong đời sống của chúng ta. Không. Từng khắc, từng giây, từng phút một trong đời sống chúng ta, Ngài vẫn có. Bởi vì thần của các vật sống ở đó. Và phần của chúng ta thì làm gì? Nắm chắc, nắm lấy khải tượng. Nắm lấy khải tượng có nghĩa là gì? Cứ tin vào trong đấng ban cho khải tượng và chờ đợi, và cùng đi với Ngài, cùng hành động với Ngài. Chắc chắn đến lúc khải tượng sẽ xảy ra. Đừng vội vàng để buông. Và nếu như ai đó trong năm vừa qua chúng ta có ý chúng ta muốn rời khỏi cái chỗ, cái khải tượng mà Chúa kêu gọi, hãy quay trở lại. Nếu ai đã rời khỏi cái chỗ mà Chúa kêu gọi, hãy quay trở lại. Bởi vì đúng thời điểm khải tượng sẽ được thực hiện, không bao giờ chậm trễ. Amen. Chúng ta để thời gian chúng ta cùng.